Em chào bác nhé. Em lại xử lý lốt con đài thứ hai cho anh khách ở Hà Nội. Con QT70. Trong con này thì hình thức hơi xấu. Con này của anh thiếu quai sắt. Con này anh ấy tháo ra vệ sinh rồi không biết là kiểu gì mà nó tịt mất. Em vừa kiểm tra thì cắm điện vào có nhưng nó im, không có âm thanh gì cả. Con này thì anh không chú trọng lắm, nhưng mà con này của anh thì Zio băng vẫn chạy ok, anh có bảo thế. Để em tháo em kiểm tra xem tình trạng lặng nhẹ nào. Nếu lặng quá con này chắc anh cũng không cần thiết sửa. Con này em đã tháo ra đây rồi. Nói chung con này thì nó hơi phức tạp nhé. Bởi vì mạch nó bắt ở trên cái nền hậu này. Nên tháo ra phải tháo hết bộ cơ ra xong bắt đầu mới tháo sang cái mạch. Tình trạng thì điện có. Zio điện có đây nhưng mà không có tín hiệu nhé. Mất luôn. Mất hẳn tín hiệu luôn. Băng thì đầu tư này cũng tương đối mòn rồi đấy. Sờ thì lõm rồi. Và lay thì không quay. Nói chung băng con này thì không hoạt động được. Con này thì có lay in. Để đấy em sẽ tháo cái mạch này ra để em kiểm tra xem nào. Con sáp này của anh khách thì nó lỗi phần nguồn thì em đã xử lý được rồi. Còn phần cơ này thì định bảo xử lý phần cơ nhưng mà em thấy cái đầu tư nó mòn quá rồi. Đầu tư hai chiều. Mà cái dạng này này. Nó mòn quá rồi nên là em bảo thôi. Không xử lý nữa, bởi con này nó không đáng thì không đáng để xử lý cái lỗi để làm nhiều bỏ tiền về con này. Nên con này chỉ làm mỗi ấy thôi. Con này chỉ làm mỗi sửa phần nguồn, kiểm tra phần radio và line hoạt động ok là được. Giờ em sẽ tiến hành lắp lại con này. Và em test Zio line cho anh là ok. Rồi con này của mình đã ok rồi. Con này thì chỉ làm xử lý lại mỗi phần nguồn thôi. Chiếc này thì cái đoạn này nó hơi ấy, này em cũng vệ sinh qua nhưng mà khi vặn xuống thì nó đấy, nó hơi chập chờn ở khúc sát chân. Lên thì ok nhá. Nói chung vẫn dùng ok. Đang nghe line. Cái sáp thì dòng sáp chất âm vẫn rất là hay. Radio 998 của Thủ tướng Chính phủ. Xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Xã này FM rất là nét. Cảm ơn nội. À dạ. À mấy thân thiết các nhà đầu tư thông qua hoạt động là tạo nên những cái sàn giao dịch bằng tài khoản. À nha. Em con này thì hơi kém. Thôi, kẹt mất cái ấy rồi. Vặn quá xuống đây này đang bị kẹt rồi này. Nếu vặn quá tay xuống là nó bị kẹt dây này. Lỗi kẹt dây này thì do nó trùng quá đấy các bạn. Thôi, đấy nhiều khi nó dở dở thế đấy. Rồi em lại phải tháo ra rồi. Tháo ra để xử lý lại cho anh cái dây dò đài nó đang bị kẹt. Con này em đã xử lý lại dây dò đài đấy. Hiện đang được bán với giá khoảng 185.000.
Thì với những con mà nó như này thì chính là cái lý do mà chúng ta, kể cả là em, bản thân em cũng sẽ khuyên khách không làm. Mà anh cứ bảo dọn lại phần cassette luôn, nhưng em bảo bây giờ đầu tư nó quá mòn rồi. Và hình thức con này thì nó không được đẹp, lại mất quay sách. Nên là con này thôi, em chỉ xử lý cho anh lên nguồn thôi. Còn lại là line và dio ok, thì chúng ta chỉ làm đến đây thôi. Tất nhiên là làm thì em được công, nhưng ngược lại ra thì các bác tốn kém nhiều tiền, nó không giải quyết vấn đề gì vào những con như này cả. Thay vì để bỏ tiền vào những con này thì chúng ta làm những con khác, nó đầu tư vào những con khác nó ngon hơn, thì chúng ta lúc đấy chúng ta có thêm tiền vào, chúng ta không tiếp. Với con này thì chỉ làm đến đây thôi. Dòng sáp thì âm thanh vẫn là rất là hay các bác, nghe này in vẫn rất là hay nhé. Con này của mình là ok rồi. Cảm ơn các bác đã tin tưởng, cảm ơn các bác đã coi clip, và rất mong các bác là đăng ký kênh ủng hộ em, và cũng như là coi cái thời lượng video nó dài, nó nhiều hơn giúp em. Bởi vì em đang cần là nó đạt được cái mức nhất là cái lượt clip ngắn, cái thời gian để xem video nó ngắn quá, nó ngắn quá, nó chưa đủ cái chỉ tiêu để cái thời lượng xem video các bạn. Rất mong các bác tạo điều kiện giúp em nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều. Chào tạm biệt các bác.